là tín đồ ẩm thực thì chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ lỡ một trong 6 khu chợ đêm nổi tiếng nhất Đà Nẵng. Tại chợ đêm ở Đà Nẵng, bạn có thể hòa mình vào không khí sôi động, mua sắm, vui chơi và cảm nhận sự khác biệt hiếm có ở những thành phố khác đấy. Cùng điểm qua 6 khu chợ đêm hot nhất ở Đà Nẵng nha. 1. Chợ đêm Helio. Nằm trên đường mùng 2 tháng 9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng, chợ đêm Helio là chợ địa phương lớn nhất Đà Nẵng với hơn 150 gian hàng ẩm thực đa dạng, phố hải sản nhộn nhịp, không gian bia nướng sôi động. Chợ đêm Đà Nẵng này hoạt động từ 17 giờ đến 22 giờ 30 mỗi ngày. Chợ đêm Helio được chia làm 3 phân khu chính, đó là khu ẩm thực, khu phụ kiện và phân khu lễ hội sôi động với chủ đề theo mỗi tháng. Chợ đêm Helio ra đời là một sản phẩm du lịch về đêm hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế khi mà đến với Đà Nẵng. Khu ẩm thực tại chợ đêm Đà Nẵng Helio với hàng trăm món ngon hấp dẫn mang đặc trưng rất lớn của ẩm thực đường phố, thưởng thức hương vị phong phú đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, từ bánh gạo cay tteokbokki, bánh xèo Nhật Bản, há cảo cho đến các món ăn vặt đường phố giải nhiệt như trà sữa, trà chanh, cốc, xoài lắc, sữa chua hoa quả vân vân, cùng với hương vị đến từ ẩm thực truyền thống của người Đà Nẵng như mì Quảng, bún thịt nướng, bún mắm, bún chả cá và rất nhiều món ăn ngon khác. Đặc biệt thì các món ăn đều được chế biến tại chỗ nên sẽ luôn nóng, hấp dẫn cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm. Giá cả được niêm yết trước quầy nên không lo bị chặt chém. Hải sản tự chọn chính là một trong những điểm thu hút du khách khi đến với thành phố biển Đà Nẵng. Khu phố hải sản tươi sống ở chợ đêm Helio Đà Nẵng được đầu tư hoành tráng. Du khách sẽ tỏa sức nhìn ngắm và tự mình lựa chọn các loại hải sản tươi ngon được trưng bày và chế biến ngay tại chỗ. Cũng bởi vậy mà chợ đêm Helio được mệnh danh là thiên đường ẩm thực Đà Nẵng. Khu mua sắm tại chợ đêm Helio thì có tới gần 100 gian hàng. Du khách có thể tìm thấy tại chợ đêm Đà Nẵng này trang phục, phụ kiện, mỹ phẩm và cả những đồ handmade nhỏ xinh xắn. Khu lễ hội diễn ra tại sân khấu chợ đêm Helio từ 20 giờ hàng ngày. Bạn sẽ có cơ hội thưởng thức những màn trình diễn của những ban nhạc chất lượng như vũ công đường phố cùng những đêm nhạc chủ đề EDM, Vina House Acoustic Cover. Vé vào cổng tại chợ đêm Helio là hoàn toàn miễn phí nha các tình yêu. Bạn tha hồ dẫn người yêu, đại gia đình quây quần bên nhau để cùng vui chơi, ăn uống và mua sắm thả ga. Địa chỉ của chợ đêm Helio, đường mùng 2 tháng 9, Hải Châu, Đà Nẵng. 2. Chợ đêm Sơn Trà. Chợ đêm Sơn Trà tọa lạc trên tuyến đường Mai Hắc Đế, Lý Nam Đế, thuộc phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, kề cận với những địa điểm du lịch Đà Nẵng nổi tiếng khác như là cầu Rồng, cầu Tình Yêu, tượng cá chép hóa rồng. Nên tới khu chợ đêm Đà Nẵng này thì bạn có thể tận hưởng trọn vẹn gói dịch vụ tham quan, ngắm cảnh kết hợp với vui chơi, shopping, cũng giống như một khu chợ đêm Đà Nẵng khác trên địa bàn thành phố. Chợ đêm Sơn Trà hoạt động từ 18 giờ đến 23 giờ hàng ngày, mở cửa hoàn toàn miễn phí cho mọi người dân và du khách đến trải nghiệm. Tuy nhiên, ngay từ đầu giờ chiều bạn đã có thể đến chợ đêm Sơn Trà rồi, dạo quanh một vòng, tham quan một vài điểm đến gần đó trước khi ghé vào chợ đêm nha. Chiều lòng và hấp dẫn khách phải nói đến chính là những món ăn đặc sản Đà Nẵng thuộc dãy đất miền Trung này. Với mức giá bình dân, du khách có thể lựa chọn những món ăn ưa thích từ hải sản đến thực phẩm khô hay đơn giản là những cốc nước ép, ly sinh tố, kem xoắn Hàn Quốc giữa mùa hè nóng nực cũng sẽ khiến bạn hài lòng. Những tín đồ thích mua sắm dạo quanh chợ đêm Đà Nẵng Sơn Trà một vòng sẽ thấy bên trong có rất nhiều quầy hàng bán các sản phẩm thời trang như quần áo, giày dép, mũ nón, túi sách. Đặc biệt, có những mặt hàng được bán với giá cực rẻ từ 35.000 đến 75.000 đồng, cao nhất cũng chỉ tầm 100 hoặc là 100 mấy nghìn mà thôi. Địa chỉ chợ đêm Sơn Trà ở đường Lý Nam Đế giao với đường Mai Hắc Đế. 3. Chợ đêm Sông Hàn. Chợ đêm Sông Hàn mở cửa từ 16 giờ và kết thúc vào khoảng 24 giờ đêm, được triển khai trên tuyến phố Trần Hưng Đạo phía bắc cầu Sông Hàn. Chợ đêm Sông Hàn được thiết kế gồm có 204 gian hàng, bố trí ấn tượng theo 8 chủ đề thuộc 3 khu trên diện tích rộng 12.560m2 dọc theo bờ sông. Điểm nhấn rất ấn tượng của khu chợ đêm Đà Nẵng này đó chính là thiết kế mô hình 9 con tàu hướng ra sông Hàn. Cùng với đó thì toàn bộ khu vực chợ đêm Đà Nẵng sẽ được trang trí bằng hệ thống chiếu sáng nghệ thuật, phù hợp với cảnh quan sông Hàn và toàn tuyến để du khách dễ nhận biết và tạo ra sự khác biệt. Khu ẩm thực phục vụ du khách từ đồ ăn đến thức uống rất phong phú, bao gồm cà phê, nước giải khát và các món mang đậm phong cách hương vị đặc trưng của Đà Thành. Khu thương mại là nơi mà khách hàng có thể thỏa sức lựa chọn mua sắm các mặt hàng từ thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm, quần áo đến các sản vật đặc trưng của thành phố Đà Nẵng. Khu văn hóa nghệ thuật bao gồm khu công viên và sân khấu lớn. Khu công viên được trang trí theo chủ đề vào các thời điểm khác nhau. Sân khấu lớn là khu vực trình diễn nghệ thuật với nhiều nội dung như ẩm thực, thương mại và văn hóa. Các mặt hàng trong chợ đêm thì luôn đảm bảo mọi tiêu chí về an toàn vệ sinh thực phẩm, phù hợp với thị hiếu của khách hàng và mang đậm văn hóa của Đà Nẵng. Địa chỉ chợ đêm Sông Hàn, đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. 4. Chợ đêm Thanh Khê Tây.
Chợ đêm Thanh Khê Tây thì hoạt động từ 18 giờ đến 24 giờ hàng ngày, mở cửa tự do và miễn phí cho người dân Đà Nẵng cũng như là khách du lịch đến tham quan, mua sắm và thưởng thức ẩm thực Đà Nẵng. Chợ đêm Đà Nẵng Thanh Khê Tây có quy mô 220 gian hàng, thời trang, túi sách, giày dép, các mặt hàng lưu niệm, quà tặng, đặc sản vùng miền và các khu ẩm thực, giải khát, vui chơi giải trí. Không gian thoáng, thoải mái, phù hợp với cảnh quan, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tham quan và mua bán. Chợ đêm Thanh Khê Tây còn bố trí khu vực sân khấu ngoài trời, tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, khu vực phố đèn lồng nơi du khách có thể vừa tham quan và chụp ảnh lưu niệm, tham gia các trò chơi dân gian đặc sắc. Địa chỉ chợ đêm Thanh Khê Tây, đường Yên Khê 1, quận Thanh Khê, Đà Nẵng. 5. Chợ đêm Lê Duẩn. Chợ đêm Lê Duẩn nằm ngay khu trung tâm của thành phố Đà Nẵng nên rất thuận tiện cho việc mua sắm. Chợ nằm trong kiệt 144 Lê Duẩn, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, được mệnh danh là chợ cóc trên khu phố mua sắm. Chợ đã kinh doanh được 6 đến 7 năm nay và nhanh chóng trở thành một tụ điểm không thể thiếu của người dân Đà Nẵng. Chợ đêm Lê Duẩn họp trong khoảng thời gian từ 19 giờ đến 23 giờ, đây hoàn toàn là một khu chợ tự phát. Chợ đêm Lê Duẩn rất đỗi bình dị, mộc mạc. Các mặt hàng tại chợ đêm Đà Nẵng này đều có giá khá rẻ, có đầy đủ các loại từ quần áo, giày dép và phụ kiện. Hàng hóa thì vô cùng đa dạng về màu sắc và chất liệu, mẫu mã. Nếu bạn chịu khó săn lùng, bạn sẽ mua được những món đồ ưng ý với giá rẻ vô cùng tại chợ đêm Lê Duẩn. Ngoài ra thì chợ đêm Lê Duẩn còn có những quầy hàng ăn uống với những món ăn bình dân chỉ cần 5.000 thì bạn đã có ngay được một ly nước mía mát lạnh giải tỏa cơn nóng rồi. Vào chợ đêm Lê Duẩn có diện tích không quá rộng nên khi tới đây thì các bạn nên gửi xe ở bên ngoài và dạo bộ vào trong. 6. Chợ đêm Hòa Khánh. Được hình thành từ khá lâu, Hòa Khánh là một trong những chợ đêm Đà Nẵng vô cùng nổi tiếng và thu hút khách du lịch. Với vị trí nằm gần các trường đại học cao đẳng nên chợ bao giờ cũng đông đúc và tấp nập. Chợ đêm Hòa Khánh có hơn 100 gian hàng bày bán đầy đủ các mặt hàng từ quần áo, mỹ phẩm đến các món ăn đặc trưng của xứ Quảng. Ngay khi bước vào cổng chợ, mùi thơm của những món đặc sản Đà Nẵng tại đây sẽ khiến du khách nhanh chóng đầu hàng. Nào là bắp rang bơ, chim cút nướng, hải sản đến những món đặc sản Đà Nẵng như bánh xèo, giam cuốn lá cải. Những món ăn giản dị nhưng vô cùng hấp dẫn và thơm ngon. Hãy đi vào sâu trong chợ một chút, bạn sẽ bắt gặp những quầy mỹ phẩm, quần áo, phụ kiện độc đáo và đầy màu sắc. Những món hàng ở khu chợ đêm Đà Nẵng này có giá tương đối rẻ nên là du khách chỉ cần trả xuống từ 10 đến 20.000 đồng là có thể mua được một món đồ vừa ưng ý vừa phù hợp túi tiền rồi đấy. Địa chỉ chợ Hòa Khánh, đường Nguyễn Cảnh Trân, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng, giờ mở cửa từ 17 giờ đến 24 giờ. Hy vọng thì với những giới thiệu về khu chợ đêm nổi tiếng hot nhất ở Đà Nẵng sẽ làm cho bạn thưởng thức trọn vẹn một đêm thanh bình. Hãy đi ngay và liền thôi các bạn ơi. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất của blog Việt Food nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.